Xin chào các bạn, tản nhiệt laptop. Thực ra đây không phải là cái video đầu tiên mình làm về những chiếc tản nhiệt laptop này. Năm ngoái thì cũng có làm rồi, nhưng mà năm nay thì chúng ta cũng sẽ có thêm những cái sự thay đổi, những sự cải tiến để các bạn có được cái trải nghiệm tốt hơn, sướng hơn khi mà sử dụng những chiếc tản nhiệt như thế này. Và nhiều anh em thì sẽ bảo là ôi dồi ôi, mấy cái tản nhiệt laptop này vừa to vừa cồng kềnh, dùng làm sao được, dùng mấy cái gọn gọn xếp lại được rồi mang đi ra ngoài cà phê đúng không? Thì đó sẽ là câu chuyện mà anh em dùng nó ở đâu, dùng ở trong mục đích gì. Ví dụ như anh em đi ra ngoài lên văn phòng thì anh em sẽ làm nhẹ nhàng hay là thế nào đi nữa thì sẽ phải chịu đựng một chút về cái nhiệt độ của máy nó hơi cao và nó sẽ làm cho hiệu năng của những chiếc laptop nó bị giảm đi đôi chút. Còn nếu như chúng ta ở nhà, chúng ta muốn làm việc hardcore mà không bị ảnh hưởng đến hiệu năng, mà không muốn cho những linh kiện bên trong máy bị quá nóng lên và làm giảm tuổi thọ của linh kiện, thì ok, các bạn nên có những quả tản nhiệt giống như thế này. Vậy thì cái tản nhiệt Memo FL08 này nó sẽ làm được những gì? Thì hãy cùng mình chia sẻ ngay trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã đến với NT Studio. Đừng quên để lại một like, một subscribe, đón chờ những video mới nhất đến từ mình. Đầu tiên vẫn sẽ là mua ở đâu. Hiện tại những mẫu tản nhiệt máy tính này đang được bán tại phụ kiện Pico thông qua các sàn thương mại điện tử như là Lazada, Shopee. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tham khảo tại web chính thức của phụ kiện Pico thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Và các bạn đừng quên, vào ngày 6 tháng 6 sắp tới thì chúng ta cũng sẽ có những cái ưu đãi để cho các bạn có thể mua nó một cách dễ dàng hơn. Rồi quay đến với nhân vật chính thì trước tiên chúng ta sẽ có những cái mút ở bên trên như thế này. Thì để làm gì? Cái mút ở giữa này thì mình nghĩ là nó chỉ để bảo quản cho cái quạt nó không bị bụi vào, cũng như là không cho những cái linh tinh nó bị chui vào trong cái khe thôi. Còn cái mút bên ngoài mới là mút quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn để máy tính lên thì cái mút này nó sẽ lấp vào những cái khoảng trống dưới đáy của chiếc laptop để cho gió sẽ chỉ đi từ quạt này và đâm thẳng vào bên trong laptop thôi, sẽ không bị giạt sang hai bên nữa. Thì đây là cái thiết kế được cải tiến đầu tiên so với những cái chiếc tản nhiệt thế hệ đầu. Nó giúp cho cái luồng gió sẽ đi vào đúng chỗ và chiếc laptop của chúng ta sẽ được hạ nhiệt một cách tối ưu nhất. Bộ phụ kiện đi kèm theo quả tản nhiệt này thì sẽ bao gồm một adapter nguồn và chúng ta sẽ có thêm hai cái miếng sắt để các bạn có thể cố định lên bàn. Khi chúng ta bắt vào bàn rồi và chúng ta đặt cái quả tản nhiệt này xuống thì cái quả tản nhiệt nó sẽ không bị xê dịch đi nữa. Cái thứ hai đó là về ngoại hình của chiếc Memo FL08 này thì nó cũng được làm một cách gọn gàng hơn và đẹp mắt hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ có thiết kế bên ngoài vẫn full build từ nhựa và nó sẽ là nhựa nhám đen, và khi chúng ta cầm vào, chúng ta có miết tay vào thì mồ hôi tay cũng không để lại. Thì đây cũng là một điểm ok nữa. Và cái thứ ba đấy là với cái quạt tản nhiệt này, các bạn cũng sẽ có khả năng thay đổi được góc rất là ngon lành thông qua cái chân ở phía bên dưới, và chúng ta cũng có thể thay đổi nó ở rất nhiều những góc độ khác nhau. Thì đây, mình sẽ lật cái chân ở phía bên dưới lên để cho các bạn có thể thấy. Như vậy thì chúng ta sẽ có một thiết bị 2 trong 1, vừa là quạt tản nhiệt, vừa là một cái đế để có thể nâng và thay đổi góc cho những chiếc laptop của chúng ta. Đây đây, mình sẽ chống lại. Đấy, thế là cân bằng, ngon lành luôn. Tới với phần cụm điều khiển của Memo FL08 thì chúng ta sẽ có một màn hình. Cái màn hình này thì nó sẽ hiển thị cái mức gió theo tốc độ vòng trên phút của cái quạt nhá. Nhưng mà mình chê nhẹ một chút, đấy là cái LED hiển thị thì nó hơi tối. Đây chúng ta cũng sẽ có hai nút tăng giảm mức gió này. Các bạn sẽ có một cái nút để có thể nhấn vào bật nguồn, và cuối cùng sẽ là một cái nút để chúng ta có thể điều chỉnh được cái chế độ đèn. Và tất cả những nút này thì sẽ đều là nút nhấn nảy, chứ không phải là cái nút kiểu bấm xuống tạch tạch tự giữ xong rồi bấm tạch tạch phát nữa nhả lên, nó hơi bị quê quê. Thì cái nút này nó đã xịn hơn, và với cái nút nhấn như thế này á thì đồng nghĩa với việc bên trong nó có chip để có thể nhận được những tín hiệu bật tắt các bạn ạ. Đấy, đồ khá xịn đấy chứ. Nhưng quan trọng đấy là chúng ta sẽ phải cấp nguồn và chúng ta sẽ test xem là cái nhiệt độ nó giảm được có thực sự đáng kể hay không, và cũng như là cái mức gió của nó khi mà chúng ta cấp nguồn vào nó có gây ra nhiều tiếng ồn hay là không. Và như ở đây, cái cục adapter nguồn tặng kèm sẽ có cái hiệu điện thế là 12V 2A, và như vậy thì cái công suất của nó sẽ là khoảng 18W. Sau khi đã cấp nguồn vào rồi thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút nguồn để có thể bật nó lên này. 906, 1000 vòng. À, cái mức gió này thì sẽ hiển thị theo số vòng trên phút các bạn ạ. Khi mà mình bấm này thì nó sẽ là 1500 vòng trên phút này, 1600 này, 1800. Và khi mở lên mức 2400 vòng trên phút, wow, kêu cũng khá to đấy chứ. Nhưng nếu như mà chúng ta để ở mức khoảng tầm 1500 thì nó nhỏ đi rất là nhiều. Và cái mức này thì mình thấy nó ổn này. 2000 trở lên là bắt đầu to nhẹ nhẹ.
Nhưng mà không sao, khi mà chúng ta đã làm việc hardcore rồi thì lúc đó các bạn đeo tai nghe vào và chúng ta sẽ chill theo công việc, chill theo task, hoặc là khi đó thì chúng ta cũng đã đeo tai nghe vào để chơi game rồi. Nên cái việc gió ồn ào hay không thì nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng đấy là nó giúp cho chiếc máy của chúng ta tản nhiệt hiệu quả hay là không. Với bây giờ thì mình sẽ test thử đèn này. Ở hai bên chúng ta sẽ có hai cái giải led, và cái led này sẽ là led RGB đổi màu theo từng vùng thôi. Đó, cái này thì sẽ là chế độ nhịp thở. Đấy, mỗi lần nó chớp xuống cái là nó đổi một màu, chớp xuống đổi một màu khác. Hơi tiếc một chút, nó không phải là led RGB dạng rainbow, dạng đèn cầu vồng á, nó sẽ chạy thì nó sẽ đẹp mắt hơn. Nhưng sao? Có cái led này, hai cái giải led ambient mà nó đánh xuống hai bên thì nó cũng sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn mà nó đẹp mắt hơn. Bây giờ thì đến phần quan trọng nhất, đấy là chúng ta sẽ test thử cái độ hiệu quả của cái tản nhiệt này khi mà mình sử dụng một chiếc laptop để chơi game. Mình mới chơi một trận được khoảng hơn chục phút rồi, đã tỏi rồi, thì các bạn sẽ thấy là cái nhiệt độ bây giờ khoảng là 54 độ. Đó, và hiện tại cái gió của quạt đang thổi ra cực kỳ mạnh, tức là cái quạt của cái laptop này cũng đang quay hết công suất nhá. Bây giờ thì mình sẽ thử chơi game khi mà đặt lên cái quạt tản nhiệt kia xem nó sẽ thay đổi như thế nào. Ok, mình đã chơi được khoảng gần nửa trận PUBG rồi các bạn, và cái thời gian sống của mình nó cũng dài hơn trận trước khá là nhiều. Thì bây giờ mình đo lại này, cái mức nhiệt nó chỉ khoảng là 43 độ, 44 độ cũng ở cái cửa gió vị trí vừa nãy mà mình đo nhá. Đó, tức là nó đã giảm được 10 độ C so với cái thời điểm mà so với việc là mình chơi game không có quạt tản nhiệt này. Và các bạn biết rồi mà, để có thể giảm được 10 độ trên chiếc laptop, đây là cả một vấn đề lớn chứ không phải là dễ nha. Nên rõ ràng đây là cái điểm mà mình có thể khẳng định cái quạt tản nhiệt này nó có hiệu quả trên những chiếc laptop khi mà chúng ta chơi với những tựa game nó nặng nề một chút và chơi với setting nó cao một chút. Và bây giờ thì mình muốn test thử một cái nữa, đó là mình sẽ tắt hẳn cái quạt của laptop đi, tức là mình sẽ giảm cái quạt của laptop xuống một mức thấp hơn. Đây, đây nhá, mình sẽ hạ nó thấp xuống, kể cả đặt 80 độ, 70 độ, ok. Apply. Rồi, quạt của laptop chắc chắn là nó sẽ hạ dần này. Đó, bây giờ chúng ta chỉ còn nghe được cái tiếng của quạt tản nhiệt ngoài thôi. Và mình sẽ test thử tiếp nhé. Sau khi mà mình đã tắt cái quạt bên trong của chiếc laptop của mình thì mình cũng đã bị khử rồi các bạn ạ. Thì các bạn sẽ thấy cái mức nhiệt từ cái cửa gió này ra nó cũng là 47 độ. Tức là nó chỉ tăng 3 độ C so với việc là mình mở luôn cả quạt bên trong của máy mà thôi. Độ ồn giảm đi này, tuổi thọ của quạt trong laptop cũng sẽ được cải thiện này. Mà cái nhiệt độ của nó còn thấp hơn so với cái mức mà mình chỉ dùng quạt tản nhiệt của laptop. Nên rõ ràng đây là một cái điểm mà mình đánh giá cực kỳ cao cái con tản nhiệt này nhá. Nếu như các bạn muốn gia tăng tuổi thọ của cả linh kiện bên trong máy, cả quạt tản nhiệt bên trong của máy. Qua video này thì các bạn cũng đã có thể thấy với một chiếc quạt tản nhiệt như thế này, nó đã giúp cho cái chiếc laptop của mình giảm nhiệt rất đáng kể. Và như vậy thì nó sẽ giúp cho những cái linh kiện bên trong máy đạt cái tuổi thọ cao hơn so với việc là không sử dụng những cái quạt tản nhiệt. Và thêm nữa, khi mà chúng ta có một cái đế tản nhiệt như thế này thì các bạn cũng sẽ có thêm một cái món phụ kiện trang trí cho cái góc bàn làm việc nó gaming hơn, khi mà có những cái giải đèn led nó đánh xuống bàn đấy. Quan trọng là các bạn có cần thiết đến cái quạt tản nhiệt này hay không. Những cái task mà các bạn làm hay là những cái tựa game mà các bạn chơi nó có quá nặng với cái chiếc laptop hay là không mà thôi. Còn nếu như đã xác định chơi những tựa game AAA, các bạn thường xuyên bắn với cái setting cao á, thì một chiếc quạt như thế này là phải có. Và các bạn thấy sao về chiếc quạt tản nhiệt này? Hãy comment để lại ý kiến của bạn phía bên dưới phần luận của video. Video này của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn đừng quên để một like, share và subscribe kênh YouTube của Nate Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.